Bây giờ mấy giờ rồi? Bắt đầu mình xuất phát lên núi Phía Cang. Đường này là đường cột điện. Cột điện nè, có nhìn thấy mấy cái cột điện rồi không? Đường này là mình đi theo cột điện nè. Nè cái cây gãy của anh. Rồi. Cây gãy Trường Sơn. Những cái cột đèn này người ta có để sẵn, có đánh số. Có đánh số nè. Đánh số sẵn anh. Đó, 24. Dạ. Đó cái người nghe mẹ kìa. Ồ. Đây, có cái đường vô, cái đường hẻm có đã chưa? Đó cái vô cái đẹp đó, quá quay theo nha. Quay dạ, theo. Dạ, đó. Kinh quá. Đó, đường đẹp dễ sợ chưa? Mới chỗ này thôi, lên như này. Cái đường mà cột điện á, người ta còn nói là đường bộ đội. Đấy. Em lấy nắng nha. Mình đang đi trên đường, gặp mấy bạn cũng vừa leo xuống. Núi Chứa Chàng á, có cái tên này là cũng có nhiều cái chuyện kể lắm nha anh. Có một cái chuyện kể là cái ông đó là ổng là tướng, ổng tên là tướng người Việt, ổng tên là Việt Hùng. Có một vị quan người Việt thì khi ổng dắt quân tới đây nè, cái ông bị trong lúc giao chiến với quân Khmer, ông bị bắt cùng với người vợ của mình. Ông bị giam lỏng ở miền núi này và lập ở đây một ngôi miếu ăn chay tịnh. Còn vợ ông vì có nhan sắc nên đã bị vua Khmer ép làm vợ lẽ, mặc dù biết bà đang mang thai. Sau đó bà sinh được một con gái, đặt tên là Mai Khanh. 18 năm sau, khi cô gái lớn lên, bà đã kể sự thật về cha cô cho cô nghe. Cô quyết định đi tìm cha. Hai cha con gặp nhau trong niềm vui sướng và họ quyết định bỏ trốn. Hai cha con bị người Khmer truy đuổi gắt gao, trong lúc hoảng loạn đã gieo mình tự vẫn ở ngọn núi này. Cho nên người ta gọi đây là tình cảm á, gọi là Chứa Chàng. Mấy bạn mà đi check in á, nhớ là phải bỏ rác chứ. Ô trời ơi, ngồi cổ thụ luôn, hay quá. Cái điều còn là những cái điều lâu năm không? Cổ thụ á. Ờ, những cái điều lâu năm không? Nổi cái u lên là biết nè. Đó, những cái điều lâu năm không? Đẹp quá trời, rất là đẹp nha mọi người. Đây mình sẽ quay cho những ai chưa biết trái điều. Đây là trái điều nha. Đây trái điều. Ồ, trái điều đó. Ở trong trái điều đó có cái hạt á, bắt đầu người ta ấy ra, người ta đâm ra, người ta lấy cái hạt mình ăn, nó gọi là hạt điều hay là bông điều. Đi leo núi Chứa Chàng á có rất là nhiều đường, mà bình thường là đường chính là hai đường người ta hay leo là đường cột điện này nè, rồi giống như Tây Ninh vậy đó, với lại đường chùa nè. Có đường chùa có cáp treo đầy đủ. Chứa Chàng là một trong đỉnh núi cao thứ hai của Nam Bộ sau Tây Ninh, Bà Đen. Đen thì thấy khá là ổn cho tới thời điểm này. Nó chỉ khó là đá nó hơi lởm chởm một tí, chứ mọi thứ rất là dễ đi so với núi Tây Ninh. Đi trên đường gặp nguyên gia đình dê nè. Trời ơi, mát quá. Đúng về núi nha. À, đúng về núi luôn. À, Hiếu, mát quá, Hiếu mát quá. Ủa chị bỏ ấy ra rồi hả? Bỏ luôn rồi. Trời khỏe quá mà. Bỏ luôn rồi. Có anh Hoàng là anh Hoàng miệt mài quá ta. Ồ, anh Hoàng khỏe quá. Hoàng khỏe quá. Là cái sung. Ui. Ui, cái sung cực to mọi người.
đi lên tới đây là sẽ bắt đầu rất là nắng nè. Mà mình đi chỗ này mình được nhờ cái cây này nó che nó tất cả cái bóng mát cho mình. Mọi người đã đi được 30 cây cột, tính từ cột mốc cây cột thứ 20. Đợt này anh Hiếu có trang bị thêm cây gậy nữa cho nên anh Hiếu đi cũng khá là ok. Hôm nay mình đi đường này không có trơn như đi Tây Ninh. Chứ lại đi được cái là đa phần là đá là ổn chỏm. Đi Tây Ninh lá nhiều. Mùa này đi Tây Ninh lá nhiều trơn dữ lắm. Ở đây toàn là cái điều to không? Ôi mọi người ơi, đấy cái dốc khoảng tầm này là trời rất đẹp nè. Đẹp quá trời. Mình nhìn thấy thì đẹp á, tại vì nó hơi bị ngược nắng thôi. Đẹp quá nè, đó. Dãy về dãy Trường Sơn. Cả dãy Trường Sơn hùng vĩ luôn. Wow. Cả một dãy Trường Sơn hùng vĩ. Có bác hành quân ở đây. Nó cái đường Gia Lào. Nó ghi là đường Gia Lào. Mình đang nghỉ ở cái cột 60. Mình lên tới cột 60 rồi cái nhà mình nghỉ. Bạn cũng hay nói là mình đi mình phải chuẩn bị áo mưa. Tại vì cái cung đường này nó cũng hay mưa. Cung đường bên đây nó cũng hay mưa. Nhưng mà mùa này thì không có rồi. Mùa này mình đi cái hướng này thì là hướng mặt trời mọc á, cũng khá là nắng. Nhưng mà khả năng mình về anh. Anh Hiếu. Khả năng mình về chắc là mình được mặt trời ở bên kia rồi. Nó sẽ đỡ hơn. Lúc nãy mình đi là có thấy một cây đi xuống mà. Đúng rồi. Đường lên tới đường này dốc cực kỳ. Lên tới cây cột số 61. Dốc rất dốc. Bây giờ mình nghĩ mình ăn ở bên chợ khoai lang với lại thịt. Khoai lang với trà bông thịt nguội. Rất ngon. Trà bông mua ở đâu? Trà bông hả? Vợ em mua nè, nó có số điện thoại đặt hàng nè. Ngon. Giòn giòn. Mùa này là phải cẩn thận. Tại cây nó cũng hơi bị vàng rồi đó. Rất là dễ cháy. Tới cây cột số 71 là mình sẽ vào như là một khu rừng trúc ấy. Đấy. Mình đi. Không anh, giống đi núi Vinh hơn. Thì ở núi Vinh hôm Bà Đen mình lên rừng trúc cái. Là chui qua rừng trúc. Đúng rồi. Đến đỉnh hơn ấy. Đúng rồi, khá là giống núi Vinh với lại Bà Đen. Hình như ở Nam Bộ nó cũng giống nhau nè ha. Vào cái rừng trúc. Không em thấy là giống cái núi Vinh hơn, nó phà phà vậy nè. Nó lại lại. Còn bên kia nó dốc đứng. Dạ. Yeah. Cột thứ 71, 72. 73 là mình sẽ ở trong cái rừng trúc. Thường đi cũng khá là thoải mái mát mọi người. Có một bạn cũng đang bắt đầu lên. Trên đường mình đi mình cũng gặp rất là nhiều loại ha. Thực ra thì đi cái núi này không có bị cô đơn. Tại vì khá là đông. Hết đội này tới đội kia lên xuống nượt nượt như đi chảy hội ấy. 73 là mọi người sẽ vượt qua ấy 78 là mọi người sẽ vượt qua được cái rừng trúc. Đường mình đi giờ này tầm khoảng 9 giờ mấy. Đường khá là nắng mọi người. Khá là nắng. Mùa này cây nó cũng hơi bị khô. Mình đi tới cái cột 79. Là đoạn đất đi hơi bị trơn nha. Bình thường thì trơn thì đỡ. Mưa thì trơn đấy. Mưa thì trơn đấy. Mình đi tới một đoạn đường đất. Có rất là nhiều những bạn đang xuống. Quá đông. Một cách nhau khoảng 20 mét. Mình xuất phát lúc 7 giờ. Lên tới cái cột 92. Đó là 9 giờ. 2 tiếng đồng hồ. Mà đi tới 145 cột mọi người. Có nghĩa là mình chới mưa mới được có hơn nửa chút xíu.
92 rồi. Còn 7 cây cột nữa. Rồi cột 99 là cái móc để rẽ lên. Khúc trên đây dễ. Và cái nhiệt độ trên đây nó mát hơn. Nhiệt độ trên đây lại mát hơn chút rồi. Ha. Mình đi được tới cái cột thứ 94 rồi. Đường bắt đầu đường cũng khá là dễ đi lại. Hiện tại thì khu này đường không còn đá nữa, đa số là đất. Từ cái cột xuất phát từ cột 20, xuất phát từ cột 20 tới cây cột 93 9:05, 2 tiếng mấy. Wow. Nhưng mà lên đây thì đấy, đường lại bắt đầu khá dễ đi anh ha. Đường dễ rồi. Rồi. Đường dễ rồi mọi người. Đường dễ đi lắm. Đấy. Đấy, đường dễ đi lắm mọi người. Rồi, tới cái cột 99 rồi. Rồi, tới cột 99 nha mọi người. Đường đó là đi thẳng là đi qua bên trồng trọt của người dân á. Rẽ trái lên đây. Đấy. Rồi. Nó có một cái, đây nó có một cái bờ vực. Nó nói là khoảng cột gần trên đó. 103. Đây có một cái bờ vực. Rồi bắt đầu mình sẽ đi lên này. Đấy. Đừng chân nhanh. Hay quá, chị Thủy dẫn đầu không? Chị Thủy rất là khỏe. Đây, mọi người thấy cái vực ở dưới nè mọi người. Mình sẽ đi ngang cái lòng chảo của cái vực khoảng cái cây cột 103. Với cây cột thứ 106, mình sẽ gặp được một cái rừng trúc cao hơn. Rất đẹp, mát. Mình sẽ nghỉ ngơi ở đây. Đây, rừng trúc nè mọi người. Cái rừng trúc này rất cao nha. Lớn, tàn nó rất là lớn. Nói chung là thiếu chưa lái máy bay. Gài làm sao thì gài để ra được cái chữ là anh có lái. Nghe tiếng gà gừng. Trên đây chút không anh? Trên đây toàn chút không? Ừ. Tre đó, tre. Tre này. Này không phải để ấy đâu, tre mua. Tre mua hả anh? Đúng rồi, không phải tre. Không phải tre. Tre. Cây này vỏ mỏng lắm, cái xong rồi người ta rắc ra, người ta đập dập ra. À. Mấy cái phên, mấy cái đường như thế đó. Là nó đó anh? Ừ. Cái măng của này ngon lắm. Ồ. Măng nó ốm mà nó dài. Nhưng mà hồi xưa em ở Thái Nguyên á. Cái là cây vào nữa. Ừ. Tức là thân nó nhẵn, nó thẳng, nó to. Ồ. Đó còn này tối đa là nó như vậy. Ừ, cái này chưa. Cái này cái muôn nó chỉ theo. Dạ. Thẳng băng mà nó lên dài. Cái cây mà vào em nói ấy, là nó to hơn cái thân cây này. Nhưng mà nó thẳng. Thẳng nó cao. Thì giống như rừng trúc của bên Nhật á. Là họ vô đó là cây thẳng băng mà nó cao đẹp lắm. Đẹp đi rồi. Mà lá nó giống lá tre nhưng mà nó to. To bà. Mình ở Thái Nguyên mình không biết là mình sướng. Hồi xưa nhà anh ở Thái Nguyên là lúc ấy là bố anh chặt tre xong là cứ dìm xuống suối ngâm. Ngâm cho tức là ngâm chìm ở dưới nước luôn. Sau nhiều năm đấy. Phải nhiều năm luôn hả? Chứ không phải ngâm một phát là dùng ngay đâu. Hèn chi còn cái này. Cái này là nó rất là mỏng. Mà lúc mà vớt lên để làm nhà ấy là cái nước ở trong nó chảy ra thối hay là thối mà. Ồ, vậy luôn. Nước xe ngâm thối cái khủng luôn. Ôi trời. Rồi Đồng Quan Cống là quận 2. Rồi. Đồng Quan Cống là quận 2 tại vì đầu đường nó có cái cống á. Chính xác luôn, Đồng Quan Cống là quận 2. Rồi tại vì lý do là đầu đường nó có cái cống nữa. Cống Bình Đồng. Cống Bình Đồng. Đi
qua cái cột 124 là mình lại tới Cỏ Lao, tới cả một rừng Cỏ Lao. Đây, vào Cỏ Lao, đường Cỏ Lao. Ở đây nhiều sắc thái nha. Mình đi tới cái cột 124, 125 là mình sẽ khám phá ra toàn là rừng lao. Đấy, toàn là rừng lao. Mình đi cái núi Chúa Trang này mình thấy rất là nhiều cái cung đường sắc thái á. Vừa núi đá không. Rồi toàn là điều. Toàn là điều. Rồi tới chút. Bây giờ Cỏ Lao. Ôi. Này. 126. Cỏ Lao đẹp quá mọi người. Trả giá cho cái sự đẹp này là khá là nắng nha. Thấy không? Nắng kinh hồn. Cái trước mặt mình là Bạch Đàn. Ôi, Cỏ Lao cao chót quá rồi. Yeah. Ồ. Đây này, mình đi vô một rừng Cỏ Lao. Ồ. Đẹp quá. Ôi đẹp quá mọi người. Đường rất đẹp nha. Wow. Ồ. Nhưng mà đường này là mình khuyên là trời mưa là rất khó đi đấy. Trời mưa là cực kỳ trơn. Tại vì nó bằng nền đất. Bài gừng lá thấp đó là ở ngoài cầu Bình Lợi đấy. Lá thấp chỉ là còn lâu thôi đó. Chiến trường đấy anh. Chiến trường ngày xưa. Chiến trường ở cầu Bình Lợi đấy. Ngày xưa cầu Bình Lợi khu đó là chiến trường mà. Mới có cái sáng tác bài gừng lá thấp ấy. Ủa anh tưởng bài gừng lá thấp đó anh là tưởng Trần Thiện Thanh nè. Đi mua nhà băng. Chị thấy nó ăn mua luôn nhà băng chứ không phải anh gửi đâu. Mua chứ, bao chỗ cất tiền mà. Gửi làm gì, mua nhà băng. Mua luôn cho nó cất cho mình luôn, gửi làm gì. Gửi làm gì. Kinh doanh luôn. Wow. Bầu trời bữa nay đẹp quá. Ở phía sau thì núi lên trên đây gần tới rồi. Khu này mọi người cắm trại ở đây nè. Khoảng cái cột 140 là có cái chỗ khu cắm trại mọi người. Người cắm trại ở đây đẹp. Gió mát. Gió mát nữa. Cây cối này kia các thứ nó đẹp. Gió mát. Đúng y chang Đà Lạt. Dễ thương ha. Lao với lại cây Bạch Đằng là nhiều. Và đường thì đường đất. Bạch đàn. Cây bạch đàn. Cây bạch đàn và cây lao. Cây cột thứ 136. Mình đi lên đỉnh Bà Đen cũng vậy. Cũng toàn là đất. Đất đỏ. Lên tới đỉnh Chứa Trang này cũng vậy. Đất không có nua, không có đá, ít đá. Gần như không thấy đất thịt nhiều ha. Hay. Còn là cái lao, cái sậy, lá thấp. Dính quá trời. Ồ. Cái khu gừng nó bị khô quá mọi người. Mọi người nhớ đọc kỹ nha. Ở đây là bán nước 50m nha. Bán nước 50m. Đây, bán nước. Cây cột 145 nha mọi người. Đây, cột 145. Cũng khá là bằng phẳng mọi người. Đây, chớp đi. Chớp. Ôi giời, lần trong đời mới ngồi lên cái tảng đá cao nhất. Rồi, bắt đầu
đường chuẩn bị lên tới đỉnh rồi mọi người, đã lên đỉnh. Wow. Oh. Yeah. Wow. Bầu trời bao la. Yeah. Giờ mình đi xuống đường này là đường chùa. Đi xuống đường chùa thì đi cũng đi theo đường mòn. Ôi hay quá. Leo lâu rồi, leo lâu chưa? Trời ơi hay quá. Quá trời. Cái đường đi xuống đó thì nó dễ. Đường đi xuống chùa mọi người, nó rất là dễ. Nhưng mà nó dốc. Cái độ dốc á nó hơi bị nhiều. Nó không có đá lởm chởm như đường ở bên mặt biển. Nhưng mà nó rất là dốc và nó trơn. Thì đi cái này, mùa này đi thì được, có giày tốt thì nó ok. Nhưng mà nếu như mà giày không tốt cũng là cả một vấn đề. Còn trời mưa thì khuyên mọi người là hạn chế đi đường này. Trời mưa đi đường này là cực kỳ khó đó. Cái đường đi xuống á, anh Hiếu đi xuống, anh Hiếu đi quá hay. Hiếu đi băng. Đi xuống cực khỏe luôn. Hiếu đi xuống, anh Hiếu đi cực khỏe. Đi ngang qua thung lũng có một cái cây rất là to mọi người. Ồ, cái cây cực kỳ to và mát. Cây to, mát quá trời. Wow mọi người ơi. Đi vô tới đây á, dưới đây có một cái vật. Anh Hiếu nè. Đây anh Hiếu. Hello. Đi, dưới đây có một cái vật. Và đi xong xong bên cái vật này, cái đường này cực kỳ mát và đẹp mọi người. Đây là dưới vực nè. Đó, dưới vực. Trên đó là nãy mình đi qua lên cái đỉnh ấy. Đấy, cái đỉnh ấy. Đó, bên đó là cái đỉnh đó. Còn cái này là dưới vực. Giờ là mình đi vòng xuống đây. Đường chùa. Có một cái đường mòn thôi. Đường mòn cũng dễ đi. Nhưng mà khá trơn. Còn mình đi bên đường cột điện thì có những cái cây cột điện đánh dấu để mình đi theo. Đây người ta trồng chuối cũng nhiều. Có thông nữa nè. Có thông nữa anh Hiếu. Ồ, có thông Đà Lạt nữa nè. Chuối nữa. Ồ kìa. Chuối quá trời cháy luôn nha. Chuối quá trời trái luôn. Đấy, chuối quá trời trái luôn. Thông nữa nè, cái thông nữa nè. Ôi, như Đà Lạt ấy. Như Đà Lạt ấy mọi người. Đẹp quá. Đẹp cả nhà ơi. À, nên đi một lần cho biết nha. Có cái, đi ngang cái vực có cái cây lá nó vàng. Nhìn dễ thương quá trời. Ở dưới có cái điều. Không có bông đẹp. Đây là vực. Thì giữa đường là có một cái quán sơn cước, có một cô chủ quán vừa trà tắc vừa mì ly. Mì nè anh, làm tô đi rồi về ủng hộ bà chủ sơn cước đi. Rồi bây giờ tới cái đoạn đường dốc xuống rồi. Ôi đi một hồi là mình sẽ thấy cái đường đá để dẫn xuống chùa. Rồi mình thấy cái ga cáp treo kia rồi. Đây cái đường đá. Ồ, khai thác đá ngay đó luôn kìa chị. Chị khai thác đá ngay đó luôn kìa. Ồ. Ghê. Để luôn cái đá đó luôn dứt kìa. Đấy. Con đường này. Con đường đá này. Nó rất là chuối xuống. Rất là chuối xuống mọi người. Đường này là mình sẽ vào chùa. Ý mình đi lên cáp treo mọi người. Cáp treo. Đường đi lên cáp treo mình đi được xuất phát, mình nhắc lại là xuất phát từ đi đường cột đèn là từ cây cột số 20 đi lên tới cây cột 145 là mất hết 2 tiếng rưỡi, nghỉ ngơi luôn là khoảng 3 tiếng. Và xong xuôi bắt đầu mình lại đi vòng trở xuống, không đi ngược lại nhưng mà mình đi vòng qua luôn. Từ cái đỉnh bắt đầu mình đi vòng qua để mình đi cáp treo xuống ngay chỗ đường chùa. Rồi sau một hồi đi khoảng 5 phút là mình tới cáp treo, tới ga cáp treo mọi người. Ga cáp treo cũng khá đẹp. Rồi xung quanh cái đỉnh cáp này, cáp treo chứa trang, cái mây giả khá là đẹp. Nhưng mà hơi nắng đấy.
À nếu ở đây hơi nắng hơn Bà Đen. Đúng rồi. Bà Đen đỉnh nó mát hơn. À. Con này cũng khá là đẹp. Không đẹp. Một vé mình xuống là 80.000 mọi người. Bây giờ mình đi xuống này. Giá vé là 80.000. 80.000 một giá vé. Yeah. Đường à. Cái đường từ cáp treo đi ra ngoài ngoài đường á, người ta làm mấy cái trần cũng đẹp. Hai bên người ta bán đồ lưu niệm nhiều. Đẹp. Mà cũng hơi vắng. Thức bánh xèo xong rồi về. Bánh xèo trên núi.